Xin chào các bạn, đây là hai sản phẩm mình sử dụng để chơi nhạc. Như các bạn thấy ở đây trên tay mình là con guitar điện LTD SC256, một thương hiệu đến từ Mỹ. Và đây là Vox Storm Lab 2G, một thương hiệu đến từ Nhật. Hai mặt hàng này thì đã có mặt tại Levi, trung tâm âm nhạc Levi. Địa chỉ hiện tại ở đây là 285 Đích Quảng Đức, Quảng Đồng 1, Bình Dương. Nếu các bạn nào quan tâm thì có thể đến trải nghiệm sản phẩm hoặc là đến đặt mua trực tiếp. Xin chào các bạn.